lần đầu tiên trải nghiệm bánh mì huynh hoa sẽ như thế nào cùng mình khám phá trong clip này nhé Quả không hủ xanh là một trong những hàng bánh mì cực kỳ nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa tới đây là đã thấy người xếp hàng dài ngoằng. Nhưng ở đây mình phải nói là người dân rất văn minh, xếp hàng một cách rất chủ động và theo thứ tự, không hề gặp tình trạng chen lấn xô đẩy rồi nhao nhao lên. Nói chẳng phải để định đâu nhưng mà những điều nhỏ mà vô cùng văn minh này thì nhiều nơi khác sẽ cần phải học hỏi khá nhiều. Có một lưu ý nhỏ mà bạn mình luôn luôn dặn dò là ở Sài Gòn thì các bạn nên hạn chế sử dụng điện thoại một cách hớ hênh vì trong này rất dễ xảy ra cướp giật. Thậm chí là ngồi taxi, bác tài xế còn dặn mình kéo kính cao lên rồi hãng dùng chứ không thì khả năng cao sẽ chỉ còn lại tiếng ơ, sững sờ và bất lực. Nếu các bạn ngại xếp hàng thì có thể đặt qua app nhưng mà mình muốn tới tận nơi để trải nghiệm ngắm nghía tiệm bánh mì này vì nghe về nơi đây đã quá là nhiều rồi tò mò cực kỳ tiệm bánh trông cực kỳ đơn giản các khay pate được mang ra mang vô liên tục Quan sát từ xa mình thấy có rất nhiều loại thịt như là răm bông, giò lụa, ruốc, thịt đỏ rồi pate. Sau khoảng gần 20 phút thì mình cũng mua được 4 ổ bánh mì thập cẩm. Mỗi ổ sẽ có giá là 58 000 Lúc đầu chưa cầm được bánh trên tay thì mình nghĩ ở đây bán giá cao phết nhỉ, nhưng mà không, phải thực sự là cầm ổ bánh mì trên tay thì các bạn mới có thể cảm nhận rõ nhất tại sao nó có giá cao đến vậy. Chiếc bánh mì bự trà bá luôn, nhân thịt thì đầy ú ụ, cái mặt mình to béo như thế nào thì cái bánh mì nó phải to tương tự. Nói chung là kể cả với một người ăn khỏe như mình thì cũng không thể nào mà ăn thêm được cái thứ hai. Rau thơm rồi đồ chua các thứ sẽ được để vào túi riêng, khi nào các bạn ăn thì sẽ cho vào. Mình rất thích điều này vì thường là khi mua về, bánh mì sẽ không còn được giòn như ngay khi ăn tại chỗ. Nhiều khi muốn cho vào lò nướng làm nóng lại để tăng độ giòn vỏ, mà nếu cho rau sống vào ngay thì sẽ làm rau bị héo và giảm độ thơm phần nào. Và nếu bạn muốn mang đi đâu xa thì việc để riêng rau như thế này cũng sẽ giúp quá trình bảo quản được lâu hơn. Với mình thì điều này hoàn toàn nói lên sự tinh tế của chủ quán. Sau khi đã cho đủ các loại rau hành, đồ chua ớt vào thì ổ bánh mì này trông thực sự là quá hấp dẫn. Ngay từ miếng cắn thứ nhất là mình đã cảm cảm nhận được rõ ràng sự mịn màng của lớp pate, bánh mì to, vỏ giòn nhưng không quá nhiều ruột bánh mì, thay vào đó là nhân thịt thì cực kỳ cực kỳ nhiều. Miếng cắn thứ hai là sẽ cảm nhận được tới vị béo ngậy, mặn mặn của bơ ruốc, cái bơ này hay lắm nhá. Nó như là một chất bôi trơn khoang miệng của người ăn vậy. Các loại topping khác thì cá nhân mình thấy cũng rất là ổn, nhưng nếu các bạn đã từng biết tới bánh mì nguyên sinh thì cũng kiểu bánh mì như này ấy, răm bông thịt nguội ở đó mình cảm thấy là vẫn nhỉnh hơn ở đây một chút xíu. Sau khi trải nghiệm bánh mì huynh hoa thì mình có một vài nhận xét cá nhân như sau. Pate, bơ ruốc ở đây rất thơm ngon. Ổ bánh mì từ khẩu phần ăn cho tới chất lượng đều rất xứng đáng với số tiền phải bỏ ra ăn xong thì mình cũng có cái hẹn với những nhân vật rất nổi tiếng ở miền nam chẳng hạn như là bạn hiệu chủ kênh ông anh thích nấu ăn nam cơ phó thì là aka nam nem chua rồi Vậy là vèo một cái là hết mấy ngày ở Sài Gòn Nói thật với các bạn là ở Sài Gòn quá là vui luôn Trộm vía đi ăn đi chơi rõ nhiều Ngày nào cũng 4-5 giờ sáng mới về Mà ở đây hay lắm nhá Tăng một là sẽ ăn uống Rồi tăng hai là nhổ neo đi chơi tiếp Đi đâu thì tùy vào sở thích của mỗi nhóm bạn Có thể là đi nhậu tiếp những món nhẹ nhẹ như là ốc Hoặc đi quẩy Hoặc đi karaoke Tăng 3 mà còn sức thì lại đi nhậu tiếp tăng 4 Rồi cả tăng 5 đi sông hơi cho khỏe người rồi về ngủ Cứ miễn là còn kèo là còn tới Còn bạn là còn chơi Người ở đây nhiệt tình và mến khách cực kỳ Hy vọng là sẽ sớm có dịp vào chơi thêm nhiều nhiều lần nữa tạm biệt Sài Gòn nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.